Xin chào cả nhà. Số của ngày Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Lationa các bác nhé. Mã LCMU30 này các bác này, dung tích là 3 lít. Đấy, dòng VIP luôn nha các bác nhé. Hình thức rất là đẹp luôn. Quay chi tiết bên ngoài cho các bác này. Có kết hợp cải màu hồng, cái màu này nó là cái màu lòng tôm kết hợp với lại cái màu trắng. Rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Vỏ nhựa không bị oxy hóa mà cũng không bị vỡ lứt bất kỳ chỗ nào nha các bác nhé. Không hề ngả màu nha, tất cả màu nó là màu nguyên bản nguyên zin 100%. Đấy các bác nhìn này, hình thức rất là đẹp luôn, sang chảnh. Cái gạt này các bác nhìn, đây là gạt như này sang là mở vung, gạt sang cái màu xanh là mở, gạt sang cái màu hồng này là khóa nhá, đây là không mở. Nó tác dụng là để tránh trẻ con nghịch. Đấy, gạt sang này là các bác mở được ra, gạt sang như thế này là khóa. Đấy, bên Nhật họ làm rất là an toàn luôn nha các bác nhé. Con này thì có màn hình hiển thị nhiệt độ này các bác này. Đấy, dòng VIP luôn. Để về hình thức bên ngoài thì đẹp xuất sắc nha các bác nhé. 90 đến hơn 90%. Đấy, con này thì công suất 100 điện 100V và công suất của nó rất lớn, 1000W. Đấy, để mà nói thì dòng bình thủy công suất 1000W rất là hiếm luôn. Chỉ có cái dòng Lationa này này. Chứ còn đâu những cái bình khác thì nó thường là công suất của nó chỉ tầm 900, hơn 900W và có những con 700W. Những con này công suất rất là lớn, 1000W các bác nhé. Độ mới cao, em cho các bác xem chi tiết bên trong này. Đấy, gioăng cao su xanh ngắt nha các bác nhé. Mặt inox đẹp này. Đấy, gioăng xanh mặt đẹp nha các bác nhé. Nòng bên trong này. Đấy, các bác xem này, nòng bên trong. Đấy, con này vừa em test bên trong hãn còn hơi bị nóng. Nên là khi mà nó là bằng cái lòng của nó như kiểu nó một lớp mạ đấy. Cái bọn Lationa và Pala bao giờ nó cũng như một lớp mạ đây các bác nhìn, em nào vừa nó nóng thì nó hấp hơi lên nó như thế. À, ruột bên trong rất chi là đẹp luôn, giòn với cái mặt inox rất chi là đẹp luôn nha các bác nhá. Toàn bộ cái phần nắp nhựa này không hề oxy hóa hay ngả màu đây, kể cả như cái phần chỗ hơi nước bốc lên nó không hề bị oxy hóa nha các bác nhá. Chứng tỏ là sử dụng rất chi là ít luôn. Con này em bán với giá là 1,1 triệu bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt, sôi ở nhiệt độ 100 độ C và tự ngắt. Giá 1,1 triệu bao ship bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Bác nào lấy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 ạ. Vâng, xin chào các bác ở các video sau.